dài như hoạt động tiêu biểu năm 2022, trải qua một năm kinh tế nhiều biến động đầy khó khăn và thách thức, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất xuất nhập khẩu Vina Hardware Hòa Đạt vẫn tiếp tục vươn mình và mở rộng hoạt động kinh doanh với vị trí chiến lược nằm ở cửa ngõ thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương, tọa lạc tại tòa nhà 180B Đại lộ Bình Dương, khu phố Đông Ba, phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, nâng diện tích tổng kho phân phối lên đến 4.000 m2. Tổng kho phân phối 180B Đại lộ Bình Dương được trang bị đầy đủ các loại máy móc, trang thiết bị cần thiết phục vụ cho việc quản lý và lưu trữ hàng hóa, hệ thống vận chuyển hàng hóa linh hoạt và kết hợp, thang máy, xe nâng, sử dụng phần mềm quản lý bài bản, đưa ra những quy định khắt khe trong việc kiểm tra và lưu thông hàng hóa, đúng trình tự, sắp xếp rõ ràng theo từng khu vực đã phân chia. Xưởng gia công cơ khí Vina Hardware được trang bị đa dạng các loại máy móc, thiết bị hiện đại nhằm phục vụ cho công tác sản xuất, đảm bảo chất lượng đầu ra, đáp ứng nhu cầu thị trường. Tiêu biểu, máy cắt laser tự động hóa giúp nâng cao hiệu suất và chất lượng cắt. Máy đột dập cơ với cấu trúc bền, tối ưu hiệu suất làm việc. Máy hàn laser với công nghệ tia laser hiện đại giúp mỗi hàn luôn sáng với độ chính xác cao. Và còn rất nhiều máy móc trang thiết bị hiện đại khác đã được chúng tôi trang bị. Bên cạnh đó, không thể không nhắc đến hệ thống xi mạ tự động và lò hấp sơn tĩnh điện 20m, đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng sơn xi, xử lý được các sản phẩm có kích thước lớn. Chúng tôi sử dụng bột tĩnh điện loại 1 không thu hồi, giúp tạo ra những sản phẩm chất lượng. Đó là những điều chúng tôi muốn gửi đến quý vị, như một minh chứng rằng sản phẩm được sản xuất ở Vina Hardware luôn được chúng tôi đầu tư kỹ lưỡng, đạt chất lượng chuẩn đầu ra. Đặc biệt, xưởng gia công cơ khí Vĩnh Phú 17A đón nhận thêm máy cắt ống laser giúp nâng cao năng suất làm việc và chất lượng sản phẩm đầu ra. Cùng với đó, năm 2022, Vina Hardware Hòa Đạt đã tổ chức nhiều sự kiện lớn nhỏ, thu hút được rất nhiều sự quan tâm của hàng trăm khách mời và cơ quan báo chí trên cả nước. Đặc biệt phải kể đến như triển lãm quốc tế Việt Build Thành phố Hồ Chí Minh 2022 được nhiều người tiêu dùng đánh giá là gian hàng mới lạ, bắt mắt trong lĩnh vực phụ kiện ngành gỗ. Năm 2022, Vina Hardware Hòa Đạt không ngừng nỗ lực cải tiến công nghệ và sáng tạo để cho ra đời thêm các sản phẩm phụ kiện thông minh như bàn nâng hạ tự động thông minh, giường gấp gọn, tay nâng giường, các sản phẩm mang tính ứng dụng cao trong cuộc sống, tiết kiệm không gian, tối ưu không gian sống. Với những nỗ lực đó, chúng tôi rất hạnh diện và tự hào khi giúp ích được một phần nào đó cho xã hội. Và vui hơn khi những sản phẩm thông minh Vina Hardware được người tiêu dùng đón nhận, tin tưởng sử dụng. Điều đó càng thôi thúc chúng tôi không ngừng cải tiến và sáng tạo. Năm 2022, Vina Hardware xây dựng bộ tiêu chuẩn chất lượng rõ ràng. Tất cả các sản phẩm được đưa ra thị trường đều phải được ban tiêu chuẩn kỹ thuật Vina Hardware kiểm tra và đánh giá kỹ lưỡng, đạt về chất lượng sơn xi, tiêu chuẩn bề mặt chi tiết, tiêu chuẩn đường hàn, đường xuất, màu sắc sản phẩm. Năm 2022 là một năm bứt phá chính sách ở Vina Hardware, bởi công ty không chỉ dừng lại ở mức quan tâm đến nhân sự mà còn mong muốn thúc đẩy nhân sự phát triển hơn, phát huy được hết tiềm năng giá trị của từng cá nhân tập thể. Chính sách phát triển nhân sự được Vina Hardware nghiên cứu rõ ràng, nắm bắt mục tiêu của từng cá nhân, từ đó xây dựng chính sách phù hợp cho từng cá nhân phòng ban, hoàn thiện hệ thống. Với đội ngũ trẻ và năng động, và đứng trước xu hướng các bạn công nghiệp 4.0, Vina Hardware Hòa Đạt nhận thấy đây vừa là thách thức vừa là cơ hội để có những hoạt động có giá trị cao hướng tới người lao động. Năm 2022, Vina Hardware Hòa Đạt đã tổ chức rất nhiều các hoạt động tiêu biểu như sau: tổ chức tặng quà sinh nhật thường niên cho công nhân viên, tổ chức team building tại Vũng Tàu, tặng quà Ngày Phụ Nữ Việt Nam 20 tháng 10 và 18 tháng 3, tặng quà Tết thiếu nhi, tham gia đào tạo phòng cháy chữa cháy nâng cao kỹ năng cho cán bộ công nhân viên, chính sách thưởng cho các cá nhân có ý tưởng đóng góp nổi bật. Ngoài những hoạt động nổi trội vừa rồi chúng tôi đề cập trên, thì năm 2022 cũng là một năm mà Vina Hardware Hòa Đạt gặp không ít khó khăn. Đại dịch chiến tranh vừa qua chính là một cơn ác mộng kinh hoàng cho cả thế giới, và để Vina Hardware Hòa Đạt đấu lại những khó khăn ấy đúng là một thử thách và cũng là một nỗ lực rất lớn. Như rằng lợi nhuận năm 2022 không được như mong đợi, nhưng Vina Hardware Hòa Đạt vẫn đẩy mạnh đầu tư về máy móc, con người, bộ máy, chính sách. Với chiến lược đầu tư bài bản cùng sự đồng lòng của cán bộ công nhân viên sẽ là nền tảng vững chắc
để Villa Hạt Quê Hoa Đạt tin rằng đây sẽ là bước tiến mạnh mẽ trong năm 2023 thật bứt phá. Và để ba từ tóm gọn của Villa Hạt Quê Hoa Đạt 2022 đó là thách thức, bước đệm, cảm ơn. Cảm ơn toàn thể cán bộ công nhân viên vì đã luôn nỗ lực cống hiến hết mình ngay cả những khi khó khăn nhất. Cảm ơn vì đã là một phần quan trọng trong hành trình 10 năm phát triển của Villa Hạt Quê Hoa Đạt. Nhân dịp năm mới, thay mặt Villa Hạt Quê Hoa Đạt, thân gửi tất cả các đồng chí cùng toàn thể gia đình một năm mới dồi dào sức khỏe, an khang hạnh phúc. Hy vọng mùa xuân và những niềm vui sẽ tiếp thêm sức mạnh để đại gia đình Villa Hạt Quê, đại gia đình Hoa Đạt đón một năm mới với những thành công mới và thắng lợi mới. Một lần nữa, kính chúc các đồng chí cùng toàn thể gia đình đón xuân mới an lành, vạn sự như ý.